Xin chào cả nhà. Sông Huyền Hải Phòng bên em nay lại tiếp tục thanh lý cho các bác một em bình thủy Joy-Z nhé các bác nhé. Đấy, dung tích 3 lít em thanh lý cho các bác 650.000 bao ship. Vẫn bảo hành cho các bác 6 tháng, đã test mọi chức năng hoạt động ok nhé các bác nhé. Còn như con này thì có màn hình, có chế độ pha sữa cho trẻ nhỏ này các bác này. Đây, 60 độ nhé các bác nhé. 60 độ C pha sữa cho trẻ ok luôn, nó có hình bình sữa luôn nhé các bác này. Dung tích 3.0 lít này các bác nhìn này. Đấy. Cái này thì mặt nhựa bên trên rất đẹp, không vỡ, không cháy, không oxy hóa, không nứt. Ok chưa ạ? Vỏ kim loại cũng rất chi là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này. Vỏ kim loại không móp mép, không oxy hóa. Đấy. Ruột gan bên trong đây các bác nhé. Lòng đẹp, gioăng đẹp. Đấy, lòng này, vệ sinh sạch sẽ, gioăng cao su đẹp, mặt inox đẹp. Con này em thanh lý cho các bác 650.000. Bao ship cho các bác, bảo hành cho các bác 6 tháng, mọi chức năng hoạt động ok. Điện 100V nhé các bác nhé. Con này đế 2007 này, đế rất là sâu. 2007. Điện 100V này, con này xem công suất của nó bao nhiêu watt này. Công suất kinh khủng luôn, 985W, đun cực kỳ nhanh. Đấy. Đun sôi rất là nhanh luôn, bình thường chỉ 7-800 thôi. Con này nó lên đến gần 1000W này. Đấy. Với công suất này thì các bác phải sử dụng đổi nguồn tầm 1500 đổ lên nhé các bác nhé. Sử dụng 1500 đổ lên cho nó ổn định. Đấy. Các bác cần thì alo em, số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Hàng cọc lên đơn, cọc cho 100.000 còn lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán. Hàng bên em đã test ok rồi nhé các bác nhé. Mọi chức năng hoạt động tốt ạ. Rồi, xin chào các bác ở các video sau ạ.